Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Ở trong video ngày hôm nay thì Mai xin chia sẻ với mọi người cái câu hỏi là hồi xưa khi mà bà nội sống chung với vợ chồng Mai thì Mai có được trả tiền để nuôi bà nội hay không? Và câu hỏi thứ hai mà mọi người đặt ra đó chính là ngày xưa ba chồng Mai từng là bác sĩ thì chắc chắn là tài sản để lại cho bà nội rất là nhiều. Thì số tiền đó ở đâu rồi và không dùng số tiền đó để trả tiền viện dưỡng lão cho bà nội mà nói là ông xã Mai phải chi trả tiền dưỡng lão cho bà nội. Thì hôm nay xin mời các cô chú anh chị và các bạn cùng xem video này của Mai để biết được câu trả lời nha. Hiện tại thì Mai đang ở cái ga xe lửa gần nhà. Mai đang đi đón ông xã ha. Đây chồng Mai kìa. Đó, hôm nay là anh chàng này đi xe lửa tại vì đi vô giao xe cho anh mua xe convertible, xe mui trần đó cả nhà. Nên thành ra là đi xe lửa về. Trời ơi, nãy giờ ngồi trên xe mà Mai không có được nói chuyện cô chú anh chị tại vì ổng đang có cuộc họp á. Đón ổng lần nào cũng vậy, đón ổng về là ổng ngồi trong xe là nhiều khi ổng nói chuyện điện thoại là Mai phải ngồi im không làm gì hết á. Cả nhà ơi, hôm nay vô tình lướt TikTok á, Mai thấy có một món rất là lạ, đó là món hột vịt lộn om bầu. Nên thành ra là Mai sẽ quyết định nấu thử coi có ngon hay giống như là trong hình ảnh hay không cả nhà ha. Mai nghe nói đây là đặc sản của Đà Nẵng, chưa ăn bao giờ và nghe cũng rất là lạ luôn. Nhưng mà thấy trong hình thì cũng hấp dẫn đó. Thì hôm nay xin mời cả nhà cùng Mai vào bếp nấu thử cái món lạ này nha. Đây nguyên liệu ở đây gồm có một trái bầu nhỏ nè cô chú anh chị. 2, 4, 6, ở đây Mai có 6 cái trứng hột gà lộn ha. Mai không có hột vịt lộn thì Mai có hột gà lộn ở đây. Mai đã luộc sẵn rồi cả nhà. Đó. Mai có một ít hành và rau răm ha. Còn ở đây Mai không có rau mùng tơi thì Mai lấy tạm rau spinach của người Mỹ của chú chị, nó cũng hơi giống như vậy. Thì mình biến tấu một chút xíu ha. Đây, bầu này thì Mai sẽ gọt vỏ và rửa sạch nha cả nhà. Bầu cũng non ha, cái bầu này là Mai mua ở trên ứng dụng Wee mà chuyên bán đồ châu Á đó cả nhà. Họ giao cho mình hai trái to chà bá lửa luôn, trái này là trái nhỏ. Mai lấy trái nhỏ ra Mai nấu, tại vì nhà Mai thì Mai nghĩ là chắc có mình Mai ăn món này quá. Ông xã Mai thì chắc không có ăn hộp vịt lộn ha, gà lộn gì đâu. Một trái này là ăn đủ rồi cả nhà, Mai nghĩ là một mình Mai ăn một trái này là mệt mỏi luôn rồi. Đây, bây giờ Mai sẽ cắt cái trái bầu này ra. Đây, hành lá Mai cũng cắt khúc ha, không có cắt nhỏ mà cắt khúc. Cái này là mình bắt chước y chì luôn á cả nhà. Ta chỉ sao chỉ là mình làm vậy thôi. Ta chỉ cắt nhỏ thì Mai cắt nhỏ, ta chỉ cắt khúc thì Mai cắt khúc. Đó. Rồi, đây là rau răm. Mai cũng thái ra. Cái món này có vẻ hấp dẫn nè. Mình thấy nôn quá cả nhà. Cắt cho nó bự bự một chút đi. Ăn cho nó nghe mùi thơm. Đây, hai này để sau cùng nên Mai để chung một rổ. Đây là rau spinach, Mai không có rau mồng tơi nên Mai lấy cái rau này Mai nấu đại. Thì Mai cắt dài dài như nè. Trước tiên thì Mai sẽ phi hành lên cả nhà. Đây, hành thơm thì Mai bắt đầu Mai đổ bầu vô xào. Nêm vô đây, bột nêm cô chú anh chị. Đây, bầu hơi chín thì Mai đổ nước dừa vô ha. Cô chú anh chị nào có dừa tươi thì đổ dừa tươi vô ngon. Nhưng mà Mai thì không có dừa tươi nên Mai đổ cái nước này vô. Đây là dừa đóng chai ở bên Mỹ cả nhà. Mai sợ là đổ hết thì nó ngọt quá nên Mai sẽ đổ thêm miếng nước lạnh nữa ha. Rồi, cái này mà sôi lên thì mình đập trứng hột vịt lộn vô thôi. Hột gà lộn. Trời ơi, nó ngon cả nhà ơi. Nhìn chưa thì thấy nó hấp dẫn rồi nha. Mày để cho nó sôi lên đi ha. Đây là chén nước mắm cũ á cả nhà. Mai thường lấy nước mắm cũ để Mai nêm đồ ăn. Nấu nướng thì Mai hay nêm bằng nước mắm cũ ha. Tại nước mắm cũ ăn nó cũng sẽ không có ngon, mà bỏ đi thì thấy nó hơi phí ha. Rồi, bây giờ nè, nó sôi lên rồi ha, bầu nó chín rồi ha,
Rồi bắt đầu Mai thả nha. Mọi người ơi, cái này là gì? Spinach. Thay vì cái gì quên này, mồng tơi thì Mai không có mồng tơi thì Mai thả rau spinach vô ha. Giống như thay thế cho mồng tơi của mình vậy đó. Rồi cái này sôi lên này cô chú chị ha, Mai sẽ thả rau răm với lại hành vô. Rồi tắt bếp. Cái đây là tắt bếp được rồi đó. Tắt bếp đảo lên. Bây giờ mình nêm nếm cho vừa ăn thôi ha. Ngọt dữ lắm, hồi nãy Mai thử miếng rồi nhưng mà Mai sẽ nêm miếng nước mắm cho nó đậm đà ha. Cái này ai ăn tiêu á, ăn cay á thì nêm một miếng tiêu vô cả nhà ha. Ui trời, ngon nhức nhối luôn cả nhà ơi. Bây giờ thì Mai sẽ ăn thử nha. Ăn thử cái món này cái đã. Nhà Mai thì chắc là ông xã Mai với lại mấy đứa nhỏ là không có ăn hộp vịt hộp gà lộn gì đâu á. Nên thành ra là chắc là Mai sẽ ăn thôi. Cô chú anh chị biết không, nếu mà mình có nhiều hơn thì mình bỏ nhiều hơn ha. Nhưng mà Mai thì Mai có 6 trứng công tình mua một hộp chỉ có 6 trứng thôi. Nên thành ra là có muốn bỏ thêm nhiều nó cũng không được ha. Nhưng mà nó ngon lắm, lúc nãy Mai thử là nó ngon lắm nha. Cái này mình ăn với cơm cũng được, Mai không có ngờ cái món này mà nó cũng hấp dẫn vậy. Tại vì Mai để nước dừa nó rất là ngọt ngọt, thanh ha. Và nêm nếm dừa ăn. Ôi da, nó nóng quá cả nhà, nó nóng hấp dẫn quá. Ê, cô chú chị ơi, xin mời cả nhà ăn cơm chung với Mai ha. Cơm trưa, cơm sáng, 2 trong 1. Bữa cơm hôm nay Mai dọn ra thì cái món mà bầu hộp vịt lộn này nè cô chú chị, thì Mai dọn kèm với lại một chén muối tiêu chanh nè. Ngon lắm ha, hấp dẫn ha. Đây thì Mai có một miếng cơm trắng với lại bấm ruốc. Đúng rồi, bấm ruốc xào thịt. Đây, xin mời cả nhà ăn cơm trưa chung với Mai. Để Mai đi rót miếng nước cái đã. Trời ơi, bữa cơm ngon quá cả nhà ơi. Ngon dễ sợ cũng nha. Mai không có ngờ mà cái món bầu này gì? Hộp lộn mà ăn nó cũng bắt cơm dữ vậy ha, nó bắt bài dữ vậy. Trời, nó hấp dẫn không cả nhà? Đó, vẫn còn khói bốc nè, thấy không? Ăn kèm chung với cái món chén muối tiêu chanh này thì còn gì bằng nữa ha. Ngọt quá. Bầu thì nó đã ngọt sẵn rồi cả nhà ha. Có hộp vịt lộn rồi, nước dừa nữa, nó ngọt. Nêm nó vừa ăn thì nó rất là ngọt luôn. Nấu thử liền cả nhà ơi, nấu thử liền đi. Dễ nấu mà ha, cái món này dễ muốn chết luôn á. Nếu mà ai mà không thích ăn ngọt á, như người Bắc á, thì mọi người có thể bỏ nước bình thường, không cần phải bỏ nước dừa ha. Còn Mai á là Bắc mà bị lai rồi, nên thành ra là ăn kiểu gì cũng được hết. Sẵn tiện Mai cũng chia sẻ một chút xíu cho cả nhà biết luôn. Nó xem cây mờ bên Mỹ thì nó ghê gớm lắm cả nhà, nó kinh khủng lắm. Má chồng của Mai đó, mọi người biết đó là cũng lẫn rồi ha. Nhưng cũng lẫn rồi, hồi xưa ở bên Florida đó. Mọi người không tin được là scammer đã làm gì với bà nội đâu. Mai kể chuyện này ra chắc mọi người hết hồn luôn á. Là trong suốt 10 năm đó là bà nội lẫn rồi. Bà nội ở nhà riêng nhưng mà lẫn lắm nè. Lẫn nhưng mà vẫn biết trả bill, vẫn biết này nọ ha. Vẫn, tại vì người ta lớn lên, người ta sống ở đây lâu á, người ta biết. Thế là scammer nó gọi điện á, mấy người lớn tuổi họ rất là dễ bị lừa. Nó gọi điện nó nói là người ta làm việc cho, nó làm việc cho Microsoft để sửa máy tính á, rồi cứ lấy tiền của bà nội hàng tháng vậy đó. Mà trong khi đó má chồng Mai đó là, nói thiệt là lúc trước là ba chồng Mai là bác sĩ ha cô chú anh chị, nên đâu có nghèo đâu. Ở nhà bự nha. Rồi có mấy căn nhà cho thuê nữa, có phòng mạch nữa. Mà cuối cùng á, mày không biết nó scammer nó lấy tiền kiểu gì mà cuối cùng là bà nội không còn cái gì luôn cả nhà. Cuối cùng là chỉ còn duy nhất tiền lương hưu mà mình đóng á cả nhà. Tiền social security, social money á.
là một tháng được 2.100, mà hình như cái tiền đó là maximum được 2.200 hay sao đó, Mai cũng không biết rõ ha. Nếu mà Mai nói có gì sai thì mọi người cứ sửa ha. Thì nó lấy tiền tới nỗi mà Mai không biết là nó lấy từ bao giờ, ông xã Mai cũng không biết là lấy từ bao giờ, nhưng mà tới khi mà phát hiện ra đó là cô chú anh chị là nó đã muộn rồi. Trước đó là bà nội có gọi điện cho chồng Mai nói là mẹ cần 10-15 ngàn gì đó, mẹ cần 10-15 ngàn. Cái chồng mẹ hỏi chứ ủa mẹ cần tiền làm gì nhiều dữ vậy, tại vì biết là má chồng mẹ có tiền mà, chứ đâu phải là không có tiền đâu cả nhà, có tiền lương hưu rồi, có tài sản của ba chồng mẹ để lại nữa. Má chồng mẹ mới trả lời là chuyện của tao mới liên quan đến mày. Thế chồng mẹ nói mẹ mong nói là con mới chuyển đâu. Cái không nói với chú chị, chứ định không nói. Chồng mày không đổi chuyện đâu, tại vì 10-15 ngàn đâu phải là chuyện 1-2 ngàn, không phải là chuyện 500 ngàn gì đâu mà không nói, đúng không cô chú chị? Cái chuyện số tiền lớn đó, mà lớn tuổi đâu có làm ăn gì nữa đâu mà cần 10-15 ngàn, đúng không? Xong cuối cùng á là bà nội bán căn nhà ở Florida đi á cho cái công ty mà cho mượn tiền á, gọi là reverse loan á, loan nghĩa là mình sẽ được rút tiền ra dần dần. Mà tới khi nào mà mình chết á, thì cái ngôi nhà đó nó thuộc về người ta. Rồi cuối cùng là bà nội không còn cái gì luôn cả nhà. Nói chung cái mấy người scammer bên này á, mới thấy đúng là vô đạo đức lắm nha. Mà thường là hay nhắm vào những người già đó. Khi mà ông xã Mai đi ra ngân hàng để làm thủ tục, mà khi mà mình phát hiện ra rồi đó, là ra ngân hàng để làm thủ tục là không có cho bà nội đứng tên trong cái tài khoản mà tiền hưu hàng tháng 2.000+, 2.100 đó nữa đó, là để không phải là không cho, mà vẫn bà nội cũng phải có tên, chứ không phải là không cho, là tiền đó tiền của bà nội. Và ông xã Mai sẽ là đứng là cái người, hai người cùng đứng một cái tài khoản ha. Thì mới phát hiện ra là rất là nhiều người bị ha, rất là nhiều người bị, tại vì có nhiều người cũng ra chia sẻ là ồ mẹ tôi cũng bị, ba tôi cũng bị như thế này đó. Thì cuối cùng là bao nhiêu tiền bạc mà để dành lúc còn trẻ của chú anh chị, tài sản là cuối cùng là bay sạch luôn. Tới hồi mà tới đến hiện tại bây giờ là trắng tay. Mai không có ngại chia sẻ ha. Cái này là Mai nói sự thật chứ Mai cũng không có thêm bớt. Trắng tay bởi vì cái căn nhà kia thì đã bán cho cái công ty mượn đó, và bà nội đã mượn và đã rút ra không biết bao nhiêu tiền, không biết bao nhiêu lần luôn, cứ rút ra như vậy đó. Tại vì mỗi tháng thì tiền lương hưu của người già nó chỉ được cái 2.100 thôi, mà cái scammer nó lấy rất là nhiều tiền của chú chị. 2.100 thì sống để đủ sống thôi, chứ còn mà để mà scammer lấy nữa thì đâu có đủ đâu, nên thành ra cứ rút tiền đưa cho người ta, đưa cho tụi scammer, tụi lừa đảo đó. Thì bây giờ thật sự là tay trắng ha, sau khi mà dọn về đây rồi thì thanh toán cái căn nhà dưới kia xong là đúng là tay trắng luôn cả nhà. Đúng là ông xã Mai á, không biết là bà nội bán căn nhà dưới kia để lấy tiền vậy đâu. Tới hồi mà chuẩn bị dọn về đây, cô chú chị bắt đầu lo lắng dọn về đây, làm thủ tục giấy tờ nhà cửa này nọ đó, rồi mới biết là căn nhà đó đã được bán rồi. Bất ngờ cô chú chị ha. Nói chung là ông xã Mai cũng thì giờ cũng truy ra cũng không truy được nữa, tại vì thật sự ra cái lừa đảo này á, mỗi tháng người ta lấy khoảng mấy ngàn mà lấy liên tục như vậy trong mấy bao nhiêu năm trời cô chú chị, 10-15 năm trời. Nói chung là đáng sợ. Mà do là cái văn hóa của người Mỹ này á, cô chú chị, nó cũng không có can thiệp vào cái đời sống tài chính kinh tế của người khác, do đó thì con cái cũng không có ai biết hết á. Bà nội đâu có nói đâu biết, thì bà nội ở dưới đó, còn con cái mình thì ở xa. Tới lúc hỏi tiền á thì hú hồn. Vì vậy mà chia sẻ với mọi người ở đây á, là nếu mà cô chú anh chị nào có mẹ già, có bà nội, có bà ngoại già đó cô chú anh chị, thì mình để ý một chút xíu đến cái tình hình tài chính này ha, để đừng có mọi chuyện giống như quá muộn, giống như gia đình Mai vậy đó. Tới hồi mà bây giờ đúng thiệt là bà nội đã mất hết tài sản, mất toàn bộ luôn cô chú anh chị, mất không còn cái gì hết. Nên có nhiều người nói với Mai đó là sẵn tiện nói luôn, có nhiều bạn nói với Mai là Mai nuôi bà nội ở đây được tiền, ai trả tiền cho Mai cả nhà? Đâu có ai trả tiền đâu, Mai đâu có phải đi làm công cho người ta để trả tiền đâu, Mai đâu có được tiền gì hết á. Xong rồi cũng nhiều người nói chứ má chồng Mai có rất là nhiều tiền, Mai nuôi thì Mai còn được hưởng từ má chồng Mai nữa. Thì Mai cũng chia sẻ cho mọi người biết luôn, nhiều khi á, nhìn như vậy mà không phải như vậy đâu, đừng có vội vã đánh giá dựa trên những cái chuyện bên ngoài, đâu có biết được bên trong nó như thế nào đâu phải nhà ha. Thì đó Mai chia sẻ đó, hiện tại thì bà nội đã tay trắng, không có còn cái gì hết á, bị lừa đảo lấy sạch tiền, lấy
tới nỗi mà cái căn nhà đang ở cũng phải bán để khi nào mà mình chết. Ở này nó có một cái khoản mượn nợ, đó là mình cứ rút tiền dần dần á, họ bán cái căn nhà này, nếu mà bán như vậy thì cái giá rất là rẻ ha, và đến khi mà mình chết thì họ lấy căn nhà của mình. Thì bà nội đã bán rồi nên mình ra lại bà nội cũng chẳng còn nhà và cũng chẳng còn cái khoản tài sản gì hết, vì cũng cùng đường rồi mới bán nhà, chứ nếu mà bà nội còn cái này còn cái kia thì chắc bà nội đã không có bán nhà rồi cả nhà ha. Lừa đảo nó kinh khủng đến như vậy đó. Nên nếu mà cô chú anh chị nào phải, nếu mà có người già, có cô gì chú bác gì đó mà không có con cháu á, thì cũng ngó qua một chút xíu ha. Mà thật ra mà nói ngó thì cũng khó lắm, tại vì cái tình hình tài chính của mỗi người nó là một cái chuyện rất là tế nhị. Đối với cái văn hóa bên Mỹ này thì không phải ai can thiệp vào cái tài chính của ai hết, ngay cả thậm chí như là má chồng mai cũng vậy nha ha. Con cái cũng không can thiệp vào, huống hồ chi là người khác, người ngoài, đúng không cả nhà? Vì vậy nó cũng khó lắm, những người già này bị lừa rất là nhiều và rất là tội luôn cô chú anh chị. Khi mà mình bị cái trường hợp đó xảy ra đó, khi mình ra ngân hàng á, mình làm việc với ngân hàng thì mình mới biết được là rất là nhiều người cũng có cùng hoàn cảnh giống như mình, cũng có ba mẹ già bị lừa, bị những cái tổ chức tội phạm, những cái này nọ nó lừa đảo, nó lấy tiền hàng tháng vậy đó. Nói chung là rất là bất nhẫn ha, ăn trên cái xương máu của người già. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mai chia sẻ không phải là để nói xấu này nói xấu nọ, Mai chia sẻ để cho mọi người nếu mà có thì tránh, và sẵn tiện đây vô tình thì nói đến cái chuyện scammer gọi cho Mai thì Mai chia sẻ với mọi người luôn như vậy. Chứ thực ra thì cũng không có chủ đích nói, mà nói chung mình nghĩ là thì Mai không có Mai rất là chân thật, Mai không có gì giấu giếm hết cả nhà. Có làm sao thì mình nói vậy, thì ai thích kênh của Mai thì coi vậy thôi. Chứ còn mình cũng không có nhu cầu phải ơi để kêu gọi lòng thương hại này nọ, Mai không có. Cuộc sống của gia đình Mai như thế nào mới chia sẻ như thế ha. Còn mọi người á mà phán xét mình nói là mình có tiền này nọ, thấy bà nội giàu đem về nuôi, không có nha cả nhà. Bà nội bây giờ không còn cái gì đâu. Từ khi mà trước khi mà đem về đây là mình đã biết rồi, khi mà mình làm cái thủ tục giấy tờ đó, khi mà trước khi mà mang về đây nha, trước khi mà ông xã Mai bắt đầu đi xuống dưới đó. Ban đầu là mình cũng chưa có mang bà nội về đâu cả nhà. Mới đầu là bà nội bị lẫn lắm, lẫn xong rồi cái Mai với ông xã thì cũng thỉnh thoảng cũng xuống thăm bà nội, cũng mấy tháng xuống thăm bà nội một lần. Tranh thủ lúc mà ông xã đi công tác thì mình cũng xuống mình thăm luôn, tại vì ông xã Mai có khách hàng rất là gần đó, khoảng nửa tiếng, cách nhà bà nội nửa tiếng hơn. Thì có dự án thì có dự án lớn thì mình đi xuống đó mình đi công tác mình thăm bà nội luôn. Thì lúc đó là bà nội cũng khá là lẫn, và nói chuyện với bà nội thì ông xã Mai bắt đầu là take over hết những cái kia, là bắt đầu để tên vô cái ngân hàng rồi này nọ. Nhưng mà ông xã Mai vẫn nói chung là phải tự trả điện nước, trả bill, trả này nọ cho bà nội hết, bà nội không làm được gì hết á. Mà thậm chí là cái người hàng xóm họ đi mua rau củ, mua này nọ, mua đồ dùng hàng ngày, mua giùm bà nội, thì mình cũng Venmo mình trả lại, phải nói chung là lo tính từng chuyện nhỏ nhặt như vậy đó ha. Và đến một lúc mà những cái người hàng xóm nó mới nói là bà nội không có ở một mình được nữa, làm ơn là mang bà nội chuyển bà nội đi đâu đi. Nếu mà văn hóa của người Mỹ bên này thì chuyển vào viện dưỡng lão thẳng luôn. Thế là nhưng mà vợ chồng Mai thì lại quyết định dọn bà nội về đây trước, tại vì muốn cho bà nội nếu mà ở nhà được mà thấy vui vẻ thì ở nhà với con cháu ha. Thì khi đó bà nội cũng không có muốn là ở chung với ai hết, không muốn ở chung với gia đình Mai đâu. Nhưng mà do là quên lẫn quá là nên không thể nào mà ở một mình được nữa, thì mới dọn về đây. Khi mà mình dọn về đây là mình đã biết rồi, mình đã biết mọi chuyện là bà nội đã quá muộn rồi cả nhà. Khi mà mình biết là đã quá muộn rồi, thời gian nó trôi qua tính bằng năm rồi chứ không có còn phải tính bằng tháng nữa. Và cuối cùng thì nó lấy sạch tiền, không còn cái gì hết, phải nói là không còn cái gì luôn á cả nhà. Nói chung rất là buồn ha, rất là buồn cho những người già mà người ta đã xây dựng cả một cuộc đời, cuối cùng bị những người lừa đảo, những người xấu mà họ ăn chặn trên mồ hôi xương máu của người ta như vậy, lấy bất nhẫn một cách bất nhẫn như vậy ha. Rồi nếu mà những người ta có con cái thì còn đỡ, mà người ta không có con cái thì người ta phải sống dựa vào chính phủ, thì cái điều kiện sống nó không có được tốt thì nó còn khổ hơn nữa. Ví dụ như nếu mà đi viện dưỡng lão, mà đi những cái chương trình của chính phủ thì nó đâu có được tốt, chất lượng nó sẽ chắc chắn là không có được tốt rồi cả nhà. Nhà thì không còn để ở nữa rồi ha. Đó thì Mai cũng nha chia sẻ một chút xíu với mọi người để mọi người có thể giống như để mắt hơn đến những người lớn tuổi trong gia đình của mình á, để đừng có cái trường hợp này xảy ra, rất là tội, rất là thương luôn. Thì cảm ơn cả nhà ha, để Mai ăn hết cái tô cơm này đi. Trời ơi còn chút xíu nữa, ăn mà nói nhiều á, còn chút xíu vẫn chưa ăn hết ha. Canh thì Mai ăn sắp hết rồi đây. Đó thì thôi Mai cũng xin kết thúc video của Mai ngày hôm nay tại đây nha. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.